chào mọi người nhá. Đây là mình đang bắn khẩu AUG, khẩu súng mà như các bạn biết mình lên livestream khẩu này, khẩu M42, khẩu mình thích nhất. Và bây giờ thì thực sự bắn mà về một cái điểm cố định ở phòng tập, thực sự thì nó không thể được như là bắn cái người, vì người dù sao bây giờ nói đơn giản như này. Bây giờ mình bắn một cái điểm như này. Từ từ mình chỉnh lại cái tốc độ chuột này một tí. Cái này là cái DPI của chuột. Đây, khi mà mình bắn vào một điểm và một người thì thực sự nó khác nhau rất là nhiều. Còn người thì ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản như này, mình bắn như này, nó chết là mình sẽ hồi tâm lại, mình không bắn nữa. Còn khi bắn tập thì mình sẽ bắn cho mọi người xem mình bắn 400 hơn 400 mét ở cái điểm này. Đây, đây là cái khoảng cách khoảng 400 mét. Đây, đây bọn em khoảng 418 mét, mình sẽ bắn vào cái điểm này, cố gắng ghim vào cái điểm này cho mọi người xem. Nếu như đây là người thì theo mọi người nhận định, nếu như mà bắn ở đây, nếu như cái này là người đi, mình bắn thì nó có chết hay là không? Wow, bé hơn thế một tí thì để có hai like thì mình nghĩ cũng không phải là quá khó. Và các bạn nhớ là đã gọi là hai like thì có nghĩa là không phải 100% bao giờ cũng có những pha như thế. Ví dụ như mình nói mình bắn K98 ở pha rất xa như này, vô tình mình bắn chết một cái, mình sẽ up lên và mình gọi đây là hai like. Và hai like không phải là lúc nào cũng phải bắn được như vậy. Nhưng mình chỉ muốn nói là ở cái khoảng cách đấy để mà ghim tâm ở K98 đây. Ví dụ cái khe này nha, mình nói đơn giản cái khe này đây. Cái khe đây, coi như cái khe ở mà mình phốt nhá. Cái khe này nó sẽ xa hơn cái khe kia, khoảng là mình nghĩ là khoảng gấp đôi đấy. Khoảng gấp đôi cái khe mà mình bắn mà mình có không kia để mà thấy cái này 20 viên nhá, mình thấy 20 viên, các bạn thấy cái tâm không? Nó chỉ ở khoảng này thôi, nó không hề lệch ở tầm này. Và cái khe này, cái khoảng cách này nó xa hơn cái khoảng cách mình phốt ở trên kia rất là nhiều. Mình nghĩ là khoảng gấp đôi cái đấy. Nó không hề giật lên xuống, mình chỉ giật ngang một tí thôi này, còn giật lên xuống là mình ghim được hết luôn. 20 viên nhá. Mà Rip 13 bảo là thấy không được thì mình không hiểu. Có thể là do chuột, do cái gì đó, nhưng mà mình thấy cái đấy là nó thực sự nó theo như mình thấy nó dễ thật. Các bạn thấy không? 20 viên nhá. Ấy lại theo tóc tay. Các bạn thấy không? Nó chỉ vào một chỗ và nó la một cái là mình liên phát là nó lại cái chỗ kia mình. Và đây nếu như mình sấy không ghim thì nó sẽ như này. Đây ví dụ này nhá. Mình sấy cả 20 viên nãy giờ nhá. Đấy, nó sẽ là vậy. Bạn vào đây, bạn sấy lại cái ngón vừa lúc nãy để mình quay màn hình. Sấy cái gì? Sấy một ngón ấy. Không một để, ngón. Không để. Chờ mình. Chưa. Chưa. Rồi. Sao chưa? Rồi. Tiện đây có đông người ngày thì Nam thì công khai nói được cái lý do mà tại sao Vina Game lý giải nhà về đợt okay, cao vừa rồi. Okay. Thì đây mình cứ hình nhá. Chơi cho mình chút. Rồi, Nam nào nói. Hôm đấy là mình đang live stream và mình bị ban một cái nick chính của mình và một cái nick phụ của mình đang live stream bị ban 10 năm. Và một số bạn nói là tại sao mày chơi bản quốc tế mày lại liên hệ với cả Vina Game mở. Thì cái đấy các bạn đi sai. Thứ nhất, Vina Game không có thẩm quyền mở cái nick của mình. Và Vina Game là một cái bên Tencent. Tức là Vina Game là cái đơn vị phát hành cái game này ở Việt Nam và nó cho ra một cái bản Vina Game của Việt Nam để cho mọi người bắn. Và Vina Game có thể liên hệ với Tencent để trách dùm mình được, bởi vì nói thẳng luôn, mình là một streamer có view trên cộng đồng và Vina Game muốn giúp mình là trách, tức là giúp ở đây là liên hệ với bên kia xem có khách hay không, là tại sao mình bị ban. Thì bên Vina Game có trả lời mình là nick mình bị report quá nhiều, tức là có thể là bắn không giật các thứ, người ta report mình quá nhiều. Và trong cái ngày hôm đó là bên Tencent người ta khóa nick mình lại, khóa tạm thời để kiểm tra, và đến ngày hôm sau thì nó mở ra cho mình. Và mình tự tin nói với mọi người luôn là cái mình nhớ là có một số bạn đưa lên một cái chat về một cái bạn nữ, mình chat thì mình nói luôn đó là bạn nữ là bên Vina Game và người ta không muốn lộ danh phận của người ta ra, chỉ có như thế thôi. Còn tất cả những cái phốt trước giờ mà mình đã bị trên Facebook này đâu, thì mình nói luôn bây giờ mình có một quán nét này, mình sâu rộng xem có một cái check hết tất cả mọi thứ. Và nãy mình bắn MKX8 thì mọi người thấy là mình bình thường bắn MKX8 thì 3 viên là chết một thằng rồi, là chúng ta sẽ thu tâm lại không bắn nữa. Và những bạn nào ở đây chơi game FF, các bạn biết
những viên đầu các bạn bắn không giật lắm, các bạn bắn một cái tám, những viên sau chắc chắn các bạn bắn sẽ giật. Và mình cũng thế, mà mình giật xong mình kéo lại một cái là mình có thể bắn được cả 20 viên. Và cái tâm nó không chạy bao nhiêu, nó nói chung là nó gần giống, nếu các bạn xem trên live stream các bạn sẽ nghĩ là mình bắn rồi, nếu không không được trực tiếp như mình bắn vừa nãy bắn 4-5 pha các bạn xem rồi đấy. Nó mà cái khoảng cách mình bắn ở đây nó xa hơn hẳn so với cái chốt những cái cửa, thực sự là mình thấy nó quá là dễ luôn, không gì là khó cả. Mình không nói là mình bắn hay, nhưng mà mình muốn nói cho mọi người biết là trước giờ Nam luôn live trên Facebook chưa bao giờ dùng bất kỳ một cái phần mềm gian lận nào cả. Tất cả những cái highlight của mình là do sức mình làm, và mình hy vọng là mọi người không để một số thành phần dắt mũi làm cho cái cộng đồng của chúng ta nó càng ngày càng lên xuống, càng toxic. Bây giờ tất cả những streamer lớn cũng đã nêu ý kiến về nhiệm vụ của mình hết rồi. Bây giờ mình ở con net này có thằng streamer lớn nào dám mà đã từng mà nói đều dám đến đây đứng xem mình bắn không? Không bao giờ dám luôn. Nó chỉ ở trên mạng rồi, và mình chỉ muốn nói cho mọi người biết là mình không muốn toxic với bất kỳ ai, streamer hay là người xem nào cả. Mình chỉ muốn phục vụ cho cộng đồng của mình xem live thấy vui vẻ, thế là được. Và mọi người hãy yên tâm là Nam sẽ không bao giờ làm người thất vọng cả. Thế thôi. Okay. Nam có nói là Nam dùng chuột này là 150, làm đắt thì là 200. Đúng rồi, 100 đấy. Thì tiện đây có tất cả anh em đều là có thể số đông là fan, có thể số nhiều ít là NT đi. Thì là Nam có thể hướng dẫn mô tả nhanh về cách để mọi người sấy MK8 giỏi như Nam. Không đó. Giỏi thì mình không dám nhận đâu. Đấy, cứ được. Đối với Nam đấy thì Nam có thể hướng dẫn là mọi người hàng ngày nên làm như nào để có những pha sấy như thế, để tránh tình trạng mà lên mạng bảo Nam là macro hay bảo Nam nách như nào đấy. Bây giờ mình cần một bạn vào sấy thử tay nào. Bạn nào mà không biết sấy hoặc là bạn thua kém thì vào sấy thử. Cần một người ngoài, cần một người ngoài, không phải trong team Nam lùi cho khách quan. Chọn ngẫu nhiên đi. À thế chưa bao giờ chơi game này luôn. À chơi điện thoại thôi đúng không? Thế thì cũng được mà. Cũng được mà. Cũng được mà, để xem cái cảm giác cầm chuột có khác ở nhà không? Có khác như bình thường không? À chưa bao giờ bằng máy tính đây, thế để phải để cho một bạn nào. Đây bạn này này. Đây hai bạn luôn đấy, thoải mái. Đây là MK8 đây. Ngồi hẳn xuống. Ngồi xuống cũng thoải mái. Anh quay. Nếu nhanh quá em sẽ không xử lý nổi đâu. Test đã. Em test thử vào một cái chỗ đó. Nếu mà chuột đứng im thì là macro. Mấy viên đầu bạn ấy sấy tốt, mà đến sau là bạn ấy không ấy được. Chắc là tâm em lý lấy, rồi. Em nhặt thêm đạn 100 viên sấy lại cho anh. Đạn ở đây. Trời. Em kho thả người lên, cứ khom khom đi làm gì nhỉ? Đấy, thả người lên. Đấy, thả người lên cho nó thoải mái. Còng lên bây giờ. Bây giờ đang có nhiều ý kiến là bây giờ Nam bắn cái này đến sáng rồi. Có thể là những cái người mà mới đến, người ta không biết là Nam làm trong cái này. Trong người ta test thử hay là sao đó? Ý mình là nếu mà... À, reset máy lại. Ok, reset lại máy đi. Tại vì cũng do những người mới đến, à, mới là Nam làm gì máy này. Reset. Đi, reset máy đi. Giật lắm à? Không bắn nổi à? Ok. À, các bạn reset máy lại. Nhờ. Nhưng anh chủ quán một cái. Nhờ chủ quán luôn. Anh chủ quán đâu? Ra ngoài, ấn ra ngoài. Bấm đâu? Cái này bên này rồi. Tạm thời anh ơi. Tiến ơi. Rồi được rồi. Cấp nhà em mày. Ơ nói chủ quán bật máy kìa. Máy mà P04. Vừa lấy tờ giấy đâu. Các bạn với ai đây? Tiến được Tuấn à? Trời. Tuấn ơi. Lát mày giả tiền ép nhá. Đến ké, ngồi ké. Game là PUBG đâu nhỉ? Đây là máy vừa mới reset lại mọi người nhá. Lâu nhỉ, máy chậm vãi trưởng, chậm lắm ấy.
Đây mình kéo xuống X4 cho bạn. Em cứ bắn đi, em cứ nhặt được nhiều đạn đi rồi sấy rồi để anh quăng. Sấy cái này nó sẽ bạn nhìn giúp nó là người. Các bạn không nhìn giúp nó là tường để bạn bắn. Đó là lý do vì sao mình cái thẻ này. Cái thẻ này cũng đây là cái thẻ này. Thẻ bắn đủ 20 viên cho mình. Đó là mấy viên đầu, bạn bắn đủ 20 viên. Tức là bạn cố gắng ghi 20 viên luôn. Thế vẫn được mà, vẫn nói chung từ đấy đủ chết người rồi mà. Đây là cái này. Cho khoảng là 15 mét thì mình có thể bắn được. Không phải đâu. Bắn hết 20 viên thì mình sẽ đưa tay tổng đồng. Không có, không có đâu. Tức là những viên đầu thì bạn bắn được. Và cái đấy thì ai cũng làm được, thực sự thế. Và quan trọng là những viên sau sẽ kéo về được cái vị trí của bạn đó. Đầu tiên để khi mà để bắn cái khẩu một lai cái bạn thấy. Nếu như bạn không nhìn tâm thì khoảng là 3 đến 4 viên đầu cái luồng đạn, cái tâm này các bạn đừng có quan tâm là đạn nó về đâu, mà các bạn hãy quan tâm cái chấm đỏ này này. Ví dụ bạn bắn ở đây, các bạn bắn nó ra, nó dịch đây, các bạn cố gắng kéo về đây, đó là cái ghim tâm nhá. Thì khi các bạn bắn những viên đầu thì nó sẽ không giật mấy, tức là nó sẽ vẫn còn cái độ ổn định một tí. Đến tầm viên thứ 5 đổ lên thì nó sẽ rất là giật. Các bạn thấy không, khoảng 3 viên đầu là nó từ đây nào, nó lên đây 3 viên đầu. Đấy. Đến viên thứ tư là bắt đầu nó lên như này. Đấy thì sẽ thử làm lại cho mọi người xem nhá. Thực sự nó rất là giật. Và cái hình giật của nó, nếu như mà nó chỉ giật lên ấy thì nó ghim dễ hơn rất là nhiều. Nhưng các bạn thấy là cái giật của nó hơi bị rung ra hai bên. Và cái khó khi chúng ta ghim đó là ghim sang hai bên và về cái vị trí ở giữa, đó là cái khó nhất. Còn nếu như mà nó mới giật lên thì bạn cần kéo như này thôi. Đây, mình nghĩ là kéo cái tốc độ như mình chỉ là như này. Cái này tốc độ kéo chuột nó phụ thuộc vào cái này mọi người nhá. Tốc độ kéo chuột nó phụ thuộc vào cái này, cái tốc độ bắn. Nếu như mà tốc độ bắn nó càng nhẹ thì cái kéo chuột nó sẽ càng nhẹ hơn. Còn nếu như mà cái tốc độ chuột nó hơi chậm thì các bạn sẽ kéo mạnh hơn. Tuy nhiên để mà ghim tâm tốt thì mình nghĩ là các bạn nên để tốc độ chuột nó đừng có cao quá. Nếu không các bạn thấy cốp to nó rất là khó. Đây, các bạn xem thử cái này là anh canh giúp em cái tốc độ em ghi cái chuột khi em xấy X8 nhá. Ở cái khoảng cách này nó sẽ xa hơn cái khoảng cách mà mình ghi thuốc ở trên kia, mình sẽ cho các bạn xem. Ở đây thì sẽ bắn khoảng 2-3 lần mọi người để cho nó quen nhá. Các bạn thấy không? Tâm của mình nó gần như nó không đi lên, nó chỉ ra đây một tí, ra tí thì mình cố gắng mình kéo lại về đó. Và với cái việc thấy một KX8 như này thì với khoảng cách này thì người như vậy là nó đủ chết rồi. Đây sẽ làm lại cho mọi người xem lần nữa, khoảng 2-3 lần thì mọi người sẽ thấy được. Đây bây giờ mình sẽ thấy sang cái xe này, ở cái bình xăng này cố gắng, tức là kịp làm sao cho năm chờ mình sao bị anh ôi hết pin à. Ok các bạn thấy không, mình thấy cả 20 viên lúc tâm sang bên này mình sẽ không, ví dụ cái mình đang bắn ở đây, cái tâm sang bên này các bạn thấy không, nó không thể sang bên này nữa bởi vì mình sẽ kéo lại cho nó về đây. Còn nếu như các bạn không ghim, các bạn không kéo về thì cái tâm nó sẽ như này, nó sẽ ra hướng đấy. Và các bạn xem cái tốc độ mình kéo chuột nhá, cái tốc độ mình kéo chuột nó không hề phải, tức là một số thằng làm ở trên group là nó kéo kiểu như này, nó kéo này rồi nó chơi đúng đây, chơi đây, cái đấy là để chôn thôi. Đây, cái khoảng cách thì nó thật, các bạn không thể không chết được, nó bé hơn nữa vẫn bắn được. Đây ví dụ đây, cái khoảng cách này người nó ở đây, các bạn thử vào đây xem mình bắn theo có chết không. Mình sẽ cho nó bé hơn một tí nữa. Đây này nha, tầm này nhá, tầm này là siêu bé rồi này. Đây các bạn nha, mình sẽ cho bạn xem. Tầm nó chỉ ở một lệch sai một xíu thôi, và khi bạn kéo về thì nó sẽ lại về cái vị trí. Các bạn thấy không? Cái tâm nó chỉ như này thôi. Nó không phải là kiểu như này. Và nếu xa một chút thì cũng như vậy thôi à. Chả vấn đề gì cả. Đây, ví dụ đây, xa hơn.
các bạn thấy lên đạn không? Này, bao nhiêu tầm này? Đây, khoảng cách ở đây là 400m. Mà với PUBG Mobile 400m thì sẽ không thấy người. 400m thì không thấy người. Nhưng nếu có người ở đây các bạn không thấy, các bạn chẳng qua là nó bắn để các bạn xem. Bắn 400m nó sẽ như thế nào thôi. Đây nhá. Mình sẽ bắn vào cái tâm này, cái tâm trục này. Để bạn kéo tâm là sao cho nó sẽ lên như này. Nó sẽ về được cái vị trí này. Damn! Các bạn thấy tâm có lúc lên một tí, lúc có một tí mình lại kéo về. Nếu như mà các bạn mà kiểu mất tâm lý hoặc là các bạn không kéo xuống đấy, lúc mà nó lên đây này, nó sẽ lên đến đây này. Và nó đã lên đến đây, các bạn sẽ phải kéo mạnh. Khi mà kéo mạnh, nó sẽ hụt xuống đây ở sang bên này. Ở đây các bạn phải chú ý khi cái tâm mà vừa lên một tí hoặc là vừa xuống một tí là các bạn phải kéo về cái tâm của nó rồi. Đây mình sẽ làm lại nhá. Các bạn thấy mình không hề kéo xuống mà mình sẽ kéo như này. Tức là nó tùy vào cái độ giật và mỗi phát bắn cái độ giật của súng nó khác nhau. Cho nên các bạn sẽ thấy có những pha các bạn bắn nó đỡ giật và có những pha nó sẽ giật hơn. Vỗ tay vỗ tay các bạn thấy không, tâm nó chỉ đến mức như vậy thôi, nó không có quá lệch hay gì cả, mà đó là 400m. Còn với tầm khoảng 200m cái kiểu mà vớ vẩn mà kiểu ở trên tuyến thôi, nói chung ở trên xe cái thứ thì mình không thể sống được. Ví dụ đó là một cái ghế gì bạn Mỹ có chết không? Đây là MK thì anh quay cho mọi người xem cái tốc độ kéo chuột của em nhá. Mát mẻ đó. Chết đi, sống sống đâu. Chết đi. Bản tâm nó ra, nó sẽ bảo lại, nó ra đây, nó sẽ bảo lại, chứ không bao giờ nó lại cả. Và như thế thì đủ các bạn bắn người vào đây. Với khoảng cách này, sao? Với khoảng cách này thì mình nghĩ là nó quay cái tay mà. Còn khi mà tầm gần như là như này, bây giờ khi là người thì mình nghĩ nó lại dễ hơn. Đấy, ví dụ như hai này đi, ví dụ như này, các bạn chém chém nhá, đủ chết rồi. Sao một tí nhá, này, thằng này đang di chuyển phần móng, thằng này cho mọi người xem này. Đấy, còn nếu như đứng yên thì nó lại khác nữa. Đây, đứng nào đứng yên này. Các bạn thấy không? Nó chỉ để đây thôi, này thôi. Không quá xa. Đấy, và đó là cái tốc các bạn thấy chỉ kéo rất đơn giản, nó chỉ kiểu tầm như này thôi. Chứ không cần phải như này. Rồi, đang làm này. Hello, xin chào tất cả anh em nha, mình là Duy Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.